Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kính thưa quý vị thân mến, tình hình mưa lũ, bão tố, phong ba, động đất sóng thần đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trong suốt từ những ngày đầu năm tới nay. Vào sáng ngày hôm nay, chính phủ của Bắc Kinh đã bất ngờ phát lệnh sơ tán toàn bộ hơn 250 triệu dân của các thành phố lớn như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Vũ Hán và Tứ Xuyên vì những nơi này liên tiếp 3 trận động đất dữ dội gối đầu nhau xảy ra dưới lòng đất. Lệnh sơ tán ngay trong đêm đã được phát ra và toàn bộ 256.000 người dân sống quanh vùng hạ lưu con đập Tam Hiệp cũng như là con sông Dương Tử đã phải di chuyển gấp trong đêm lên những đỉnh núi cao hoặc lên khu vực cao hơn để tránh trú hoặc có thể xuôi về Nam như tại Lào, Việt Nam để tránh trú. Với tâm chấn chỉ cách con đập Tam Hiệp khoảng 25 km, cùng với đó là vào hôm qua một con đê bao cỡ lớn ở sông Dương Tử bất ngờ bị vỡ, khiến cho tất cả các khu vực nằm quanh tuyến đê bao kể trên bị chìm trong biển nước. Gia súc, gia cầm, nhà cửa, đồ dùng trôi nổi theo dòng lũ, nhìn thật khủng khiếp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, lượng mưa trong ngày hôm nay và một vài ngày tới tiếp tục tăng cao, làm cho nước lũ tràn về và nguy hiểm đang rình rập tới con đập Tam Hiệp, cũng như 17 tuyến đê bao quanh con sông Dương Tử. Còn Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần của Trung Quốc đã phát đi một thông báo khẩn cấp, nói rằng 3 con đập quanh khu vực trên đang có biểu hiện bị vỡ. Đề nghị người dân cũng như các cơ quan ban ngành phải hết sức cẩn trọng, đề nghị mọi người hãy sơ tán khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối với cả nước khi động đất sóng thần, lũ lụt, vỡ đê liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày. Điều này đã làm cho nước lũ của các con sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và sông Mekong tăng nhanh đột biến, buộc chính quyền của ông Tập ban bố tình trạng khẩn cấp trên mức báo động đỏ ngay trong đêm. Khẩn cấp yêu cầu người dân sơ tán lên những vùng núi cao hoặc sang các khu vực khác của các nước bạn để trú ẩn. Và nếu tình thế cấp thiết quá thì có thể nhờ cậy Việt Nam mở cửa khẩu biên giới để cho người Trung Quốc sang lánh nạn tạm thời một thời gian. Tuy nhiên, biên giới của Việt Nam vẫn được kiểm soát một cách hết sức nghiêm ngặt, cửa đóng, then cài luôn luôn được bảo vệ. Và những cái nơi phía dân Trung Quốc tràn sang đều được theo dõi bằng camera 24/24 giờ. Không phải Việt Nam không ra tay cứu giúp những người dân của Trung Quốc trong lúc mưa to, gió lớn, động đất sóng thần, mà Việt Nam lo ngại một điều rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát trở lại và có những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Vì thế, qua lời phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát biểu trước cơ quan truyền thông báo chí, Việt Nam không thể mạo hiểm khi cho người Trung Quốc tràn sang, bất chấp mọi yêu sách, phải đóng chặt biên giới vì tình hình dịch bệnh Trung Quốc đang rất cam go. Hiện lũ ở thượng nguồn vẫn tiếp tục dồn dập đổ về hạ lưu, khiến nhiều tỉnh thành phía nam của Trung Quốc chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất. Nếu những ai chứng kiến tận mắt cảnh thiếu thốn về lương thực, thiếu thốn về thuốc men của hơn 200 triệu người dân Trung Quốc đại lục, chắc chắn chúng ta không kìm được nước mắt. Bởi trong những tháng vừa qua, người dân Trung Quốc đã nếm trải đủ mọi đau thương trên cuộc đời này. Tính từ tháng 12 năm 2022, dịch bệnh COVID-19 đã tái bùng phát và đang tàn phá nền kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc phải đóng cửa toàn bộ nhà máy, xí nghiệp, quán xá, nhà hàng, thị trường bị đắp chiếu. Cơ quan ban ngành và các công ty, tập đoàn thì bị niêm phong, thất nghiệp tràn lan. Sang đến năm 2023 này, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được khống chế ở Trung Quốc, thì mưa lũ, bão tố, phong ba, động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở lại liên tục xảy ra, khiến cho người dân Trung Quốc không còn đủ sức để chống chọi lại với tất cả, khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đang mải mê với những kế hoạch đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Vì thế, lũ lụt họ cũng mặc kệ, vỡ đê, động đất, sóng thần họ cũng không thèm quan tâm. Mối quan tâm lớn nhất của chính quyền ông ta bây giờ là lãnh thổ, lãnh hải, là tiền, là quân sự, là thế lực. Làm sao để Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới vượt qua Mỹ? Nhưng hàng triệu người dân của Trung Quốc cho rằng nhiều lãnh hải, nhiều đất, nhiều tiền, quân sự mạnh thì để làm gì? Trong khi dịch bệnh và lũ lụt đang càn quét thì chính quyền ông Tập lại không quan tâm và lo lắng. Điều này đã khiến cho hơn 1/4 người dân của Trung Quốc đang bức xúc với chính quyền ông ta. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến tình hình lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc.
Ngày hôm qua, đài truyền thông phương Đông của nước này cho biết một tin được cho là khá rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc khi cơn đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả hoạt động 24/24 giờ. Đài phương Đông phía Trung Quốc cho biết hôm qua hồ thủy điện lớn nhất tỉnh đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 11 cửa xả lũ nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy tình hình động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho biết hồ thủy điện mang tên Tân Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ quan trọng nhất ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân Giang còn được gọi là hồ Wang Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo nằm ở thượng nguồn sông Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày hôm nay, mực nước của hồ Tân Giang đã đạt mức 108,5 m, vượt quá mức dự trữ cho phép và mực nước trong hồ được dự báo sẽ tăng cao do mưa lũ lớn ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Do mưa lớn gây ra lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước trong hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời ông Jian, giám đốc con đập này cho biết dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên tới 10 ngày tiếp theo, nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định mở toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ vẫn đang kéo dài ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa lớn tầm tã không ngớt này chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học Trung Quốc. Những ngày qua xôn xao nhiều với những thông tin bí ẩn trước những dị tượng lạ thường. Chẳng hạn, trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên và tín hiệu lạ từ phía chân trời. Đó là những tia ánh sáng xanh sắc nét hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát nạn nhờ ra khỏi nhà trước đó để mang lễ vật ra ngoài trời cúng bái. Sau khi những tia sét quét qua quét lại nhiều lần thì tiếp theo đó là hai trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo hiệu gần, nó thường xuyên xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người Trung Quốc quan niệm là điềm gờ, thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1 đến 2 tháng, tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ. Khi đó điềm báo trước cũng xảy ra tai nạn. Những kinh nghiệm quý báu đó của người cao tuổi được truyền lại cho con cháu để họ thoát qua những kiếp nạn không đáng có. Hiện tại, mưa vẫn như chút nước xuống đất nước này, nhưng tập trung nhiều ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Tỉnh Hồ Bắc chính là tâm điểm của những trận mưa lớn vượt kỷ lục. Nó được người dân của cả thế giới quan tâm vì nơi đó có con đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ với những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân. Nhưng thực chất họ chỉ muốn giữ gìn những di tích cổ vật để làm nổi tiếng thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích cổ, nhưng nó lại là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Thậm chí, từ ngày nó xuất hiện thì đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu vì làm chậm vòng quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết đã xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nói đó là thời tiết cực đoan. Vì vậy, đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính con đập gây ra. Kính thưa quý vị khán giả, vào đêm hôm qua, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp, khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được, tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết vào lúc 4 giờ 16 phút sáng ngày hôm qua, thì trận lũ ống trên bắt nguồn từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to, kéo dài, không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Xuyên, một người dân 63 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp nói rằng vào khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ, ngập lụt đang diễn ra, đường điện thì bị đánh sập, người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày đêm thức trắng hộ đê thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những con lũ ống lũ quét
đang ầm ầm ùn ùn từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim, động vật, núi rừng hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói tiếp, suốt từ đêm hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét. Không những thế, một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện hình thành lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê sông Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara hoang tàn ở châu Phi. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết, tính đến ngày hôm nay, những cơn mưa to và rất to liên tục trút xuống những tỉnh, thành phố nói trên. Và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc, để cho những thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 chính là một năm đại thảm họa, đầy đen tối đối với Trung Quốc. Bởi vì mới đầu năm thôi mà mưa lũ đã khủng khiếp đến như vậy. Tự hỏi những ngày tiếp theo vào mùa mưa bão thì sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.